Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Bắc Cạn ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 tăng nhanh. Đến ngày 3 tháng 3, toàn tỉnh có gần 7.720 ca bệnh F0. Đứng trước nguy cơ quá tải lượng bệnh nhân tại các khu cách ly điều trị COVID-19, tỉnh đã ban hành kế hoạch điều trị ca bệnh F0 tại nhà. Sau hơn một tháng triển khai cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, để công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà đạt hiệu quả, cần sự nỗ lực khắc phục những khó khăn, đưa ra những giải pháp thiết thực và có sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà là những bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, tiêu chảy, chảy mũi, mất mùi, mất vị, không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở nhỏ hơn 20 lần một phút, SpO2 lớn hơn 96% khi thở khí trời, không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, không mắc bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định. Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh và có thể tự theo dõi tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu, có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính. Trường hợp người mắc COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc. Theo các tiêu chí trên, hiện nay tỉnh Bắc Cạn có 3.000 trên tổng số hơn 4.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại nhà. Việc được chăm sóc điều trị tại nhà sẽ giúp bệnh nhân COVID-19 có điều kiện chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần, cơ sở vật chất, đồng thời giảm chi phí ngân sách nhà nước cho việc cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung. Người mà mắc COVID được chăm sóc tốt hơn như là ở nhà. Vì cái nhất là trong những trường hợp mà những cái trẻ nhỏ thì cái việc mà vào các cái khu điều trị F0 thì rất khó khăn cho việc thực hiện những cái hoạt động của trẻ. Tuy nhiên, khi số F0 điều trị tại nhà không ngừng tăng lên, với tâm lý lo lắng, nhiều người đã tự tìm mua các loại thuốc về tự uống mà không có sự tư vấn hay phiếu kê đơn của bác sĩ điều trị. Có cầu, ắt sẽ có cung. Các loại thuốc điều trị COVID-19 được bán tràn lan trên các trang mạng xã hội, nhất là thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir vừa được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Thế nhưng, hầu như ít người quan tâm rằng đây là những loại thuốc được cấp phép lưu hành có điều kiện, không được dùng một cách tùy tiện mà cần tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn của ngành y tế. Thuốc Monopiravir điều trị cho người bệnh COVID là đối với những trường hợp nhẹ, trung bình, trường hợp đối với người trưởng thành dương tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm tiến triển bệnh nặng, ví dụ như các triệu chứng như ho, sốt, khó thở nhẹ. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thì đối với người dưới 18 tuổi và đối với những phụ nữ có thai hoặc ý định có thai không được sử dụng thuốc Monopiravir để điều trị COVID-19. Không thể phủ nhận hiệu quả của thuốc kháng virus SARS-CoV-2 trong việc làm giảm nguy cơ diễn biến nặng của bệnh COVID-19 và giảm nguy cơ phát tán mầm bệnh trong cộng đồng. Tuy vậy, việc người dân tự ý mua tích trữ thuốc có thể dẫn tới tình trạng khan hiếm thuốc sử dụng cho những người cần dùng. Mặt khác, có thể khiến cho thuốc dễ bị lạm dụng, sử dụng không có kiểm soát. Trước những rủi ro mà có thể xảy ra khi tự ý sử dụng thuốc mà khi xưa có sự kê đơn của bác sĩ, thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là tuyệt đối không tự ý tìm mua, tích trữ và dùng thuốc điều trị COVID-19 theo mách bảo, do là điều này có thể dẫn đến cái việc lạm dụng, không mang lại lợi ích gì hơn so với cái việc mà khi chúng ta không dùng thuốc mà lại tiềm tàng rất là nhiều nguy cơ tác dụng bất lợi với sức khỏe người dùng, thậm chí là có thể làm trầm trọng hơn tình trạng COVID-19 ở người bệnh. Thực tế trên cho thấy việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, nhất là lực lượng y tế. Để hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, tất cả các huyện, thành phố đã kích hoạt các trạm y tế lưu động, sẵn sàng đến tận nhà nếu bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng. Đồng thời thành lập các nhóm Zalo, Facebook kết nối bác sĩ điều trị với bệnh nhân. Các địa phương cũng công bố đường dây nóng sẵn sàng tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 24/24 giờ. Khi là trên địa bàn có những trường hợp
F0 chúng tôi đã cho cách ly tại nhà và hàng ngày theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân thông qua việc liên lạc qua Zalo, theo dõi qua Zalo, cập nhật tình trạng sức khỏe, mạch nhiệt độ. COVID-19 là bệnh lây nhiễm, có khả năng lây lan cao. Nếu trong quá trình điều trị tại nhà, bệnh nhân không nắm rõ các quy định phòng chống dịch, khử khuẩn, vệ sinh nhà cửa, xử lý rác thải đúng quy trình, đảm bảo điều kiện cách ly riêng biệt đối với bệnh nhân COVID-19 là những yếu tố quan trọng để điều trị bệnh hiệu quả và tránh được nguy cơ dịch lây lan từ chính những bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Đối với F0 tại nhà, lưu ý đó là cần phải thực hiện, đó là thu gom cái rác thải, thì tất cả những cái rác thải sinh hoạt của bệnh nhân thì đều là cái rác thải nguy hại, như vậy là cần phải thu dung, gom lại những cái rác thải đó, buộc vào hai cái túi. Túi thứ nhất là túi màu vàng đấy, là túi thứ nhất này là chúng ta buộc kín, xong là lồng vào cái túi thứ hai và để vào trong cái thùng đựng rác ở trong cái phòng bệnh nhân. Cùng với đó cũng cần chú ý đến việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà. Là một bác sĩ đã được từng tham gia điều trị F0 tại trung tâm tại Sài Gòn, tôi có những lời khuyên cho những bệnh nhân điều trị F0 tại nhà như sau. Thứ nhất là khẩu trang đối với bệnh nhân F0 tại nhà là lúc nào phải đeo khẩu trang. Khẩu trang là vật bất ly thân và ít nhất mỗi ngày phải thay 2 lần. Khi bỏ khẩu trang thì nên khử khuẩn và không dùng lại. Đo thân nhiệt ít nhất ngày 2 lần. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là các chất dinh dưỡng cần thiết. Nhờ ăn nhiều rau, uống nhiều nước để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tập thể dục ít nhất mỗi ngày là từ 15 đến 20 phút để nâng cao sức khỏe. Luôn giữ cho tinh thần được thoải mái, tránh suy nghĩ những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh. Luôn có số của nhân viên y tế để liên lạc khi cần thiết. Một điều quan trọng hơn cả là các bệnh F0 điều trị tại nhà cần tìm hiểu rõ và hết sức lưu ý đến các triệu chứng bệnh trở nặng để liên hệ ngay cho nhân viên y tế. Đặc biệt, đối với bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà là trẻ em, thì cha mẹ, người thân trong gia đình cần nắm rõ các thông tin chăm sóc, theo dõi trẻ và liên hệ ngay với nhân viên y tế trong những tình huống cần thiết. Bệnh mắc COVID theo dõi tại nhà cần lưu ý một số những dấu hiệu sau đây. Cần phải báo ngay cho cơ sở y tế để được cấp cứu, vận chuyển kịp thời. Thứ nhất, cảm giác như là khó thở, thốt hơi, thở nhanh. Đếm nhịp thở trong 1 phút, nhịp thở trên 20 lần. Đếm nhịp mạch 120 lần trên 1 phút là mạch nhanh, và mạch chậm thì dưới 50 lần trên 1 phút. Nếu nhà nào mà có huyết áp thì mình đo huyết áp. Khi thấy có biểu hiện của huyết áp tụt như là huyết áp tối đa dưới 90mm thủy ngân và huyết áp tối thiểu dưới 60mm thủy ngân. Bên cạnh đó thì có một số dấu hiệu là như là đau ngực, đau liên tục, cảm giác như đau thắt ngực và đau tăng khi chúng ta hít thở sâu. Còn đối với trẻ nhỏ thì các bà mẹ và những người chăm sóc trẻ cần phải lưu ý. Đối với trẻ nhỏ thì cũng có những cái biểu hiện như là thở rên, thở rút lõm lồng ngực, thở nhanh. Trẻ có những cái biểu hiện như tím môi, da xanh, môi nhợt và lạnh đầu ngón chân ngón tay. Trẻ có thể là không thể uống được hoặc là không thể bú được. Thì đấy là một trong những cái số dấu hiệu cần phải lưu ý và liên hệ ngay với cơ quan y tế để được xử trí cấp cứu kịp thời cho trẻ. Tỉnh Bắc Cạn vẫn đang ghi nhận những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19. Số ca bệnh F0 có ngày đã lên đến hơn 1.000 ca. Chính vì vậy, việc triển khai có hiệu quả điều trị F0 tại nhà sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng để thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, trước những diễn biến mới của dịch bệnh như hiện nay. Mục vấn đề hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.